sẽ đến cái phần tiếp theo của cái bài Lưu Hà và bài Thiên Thiên Trù. Hôm trước chúng ta học Lưu Hà rồi, thì hôm nay học về Thiên Trù, thì không biết là như đã chia sẻ các buổi trước khi đã học về cái bài sao nào, thì thông thường là tôi vẫn yêu cầu là mọi người tìm hiểu về cái sao đấy trước, thì không biết mọi người đã tìm hiểu được về cái sao Thiên Trù này chưa? Mọi người thử nói cho tôi những cái gì mà mọi người tìm hiểu được về cái sao Thiên Trù này xem nào. Tìm hiểu được cái gì thì mọi người cứ chia sẻ. À, chia sẻ thế nào, tìm hiểu được cái gì về Thiên Trù rồi, qua các thông tin, sách vở, kinh nghiệm. Nói chung là khi người ta đã biết thế thì người ta cũng sẽ có một cái nguyên lý nào đấy người ta sẽ có một cái căn cứ nào đấy để bám vào cái căn cứ và bám vào cái lý luận đó để chúng ta để chúng ta tìm hiểu. Thì đơn giản là nhiệm vụ của tôi thì sẽ là giải thích cho các bạn từng những cái khía cạnh một theo cái góc nhìn nghiên cứu của tôi thôi, đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái sao Thiên Trù. Bản thân thì Thiên Trù như các bạn đã biết rồi thì nó được trong tử vi đồ số nó được định vị là một tinh đầu mang tính chất tốt đẹp, nhưng cụ thể cái tính chất như nào thì nó ít thông tin lắm, nó còn ít hơn cả Lưu Hà. Những cái liên quan đến tính chất thông tin của Thiên Trù nó còn ít hơn cả sao Lưu Hà. Lưu Hà còn nhiều nhá, Thiên Trù thì ít, được chưa? Trong các sách tiếng Việt, trong các tài liệu tiếng Việt thì chỉ có duy nhất cái những cái sách nào ấy mà cái hệ phái của nó là cái hệ phái viết theo kiểu lối của Thiên Lương ấy, thì thường là nhắc đến những cái thằng thằng sao mà ít sách khác nhắc đến, ví dụ như là Thiên Trù hay là Lưu Hà hay là Lưu Niên Văn Tinh các kiểu. Trong cái cuốn Tử Vi Giảng Minh của giáo sư Thiên Phúc, thực ra cũng không phải là giáo sư, tôi không biết ông này có phải là giáo sư hay không, nhưng mà cũng biết bởi vì Thiên Phúc là nghệ danh, mà thông thường thì không ai dùng nghệ danh nhưng mà lại có cái hàm giáo sư ở đằng trước cả. Nhưng mà thôi, thì trong cái cuốn Tử Vi Giảng Minh người ta đề ở đấy tác giả là giáo sư Thiên Phúc, thì tôi cũng ghi lại như cho bạn cho các bạn để các bạn xem. Trong đấy thì nó có một đoạn là trong tử vi có bốn sao lộc là Lộc Tồn, Thiên Trù, Văn Tinh và Hóa Lộc. Cái góc nhìn này thực ra cũng có ý đúng, nhưng mà cũng không phải là đúng hoàn đúng đúng toàn toàn đúng một cách toàn vẹn. Tất nhiên là Lộc Tồn và Hóa Lộc thì chúng ta học rồi. Thì bây giờ Thiên Trù và Lưu Niên Văn Tinh, có cái Lưu Niên Văn Tinh chúng ta chưa học thôi, nhưng mà về cơ bản thì Thiên Trù cũng là một loại sao lộc, cho nên góc nhìn này của người ta cũng đúng. Tất nhiên là trong cuốn sách này người ta không nhắc gì về đến nguyên lý cả, mà người ta chỉ nói nó là bốn cái sao lộc thôi. Thì đây nó cũng là một trong những cái dữ kiện đầu tiên về tổng quan để cho chúng ta nhận định được Thiên Trù nó là một sao tính chất tốt đẹp, nhưng tính chất nó là cái gì, được chưa? Và không phải một mình tôi nhận định nó là như vậy. Cái thứ hai là trong cuốn Tử Vi Nghiệm Lý Toàn Thư ấy, không phải là cuốn Tử Vi Nghiệm Lý Toàn Thư nhé, cuốn Tử Vi Nghiệm Lý của tác giả tên là Tĩnh Diện, chứ không phải là cuốn Tử Vi Nghiệm Lý Toàn Thư của hệ phái Thiên Lương. Thì có cái phần là Thiên Trù cũng quan hệ lắm sao, thì có những đoạn như sau: người đời sống trên thế cuộc không ai là không cần đến lộc, từ bậc trượng phu đến người dân thứ đều nhờ lộc mà sống, tuy rằng cách sống khác nhau, với danh xưng hiệp khách trọng nghĩa khinh tài cũng vẫn là cách sống trong khuôn khổ sử dụng lộc. Vậy phải có lộc là vấn đề quan hệ tối cần, nên đầu số mới phân tách thành nhiều phẩm chất như Lộc Tồn, Hóa Lộc, Thiên Trù, Văn Tinh. Bốn thứ lộc này đều do hàng can xếp đặt. Thì cái đoạn này thì các bạn sẽ nhận thấy ra là vốn cái góc nhìn của cái tác giả này với cả cái tác giả trên ấy, cái tác giả ông Thiên Phúc ấy, thì về cơ bản là như nhau, có đúng không? Đều gọi là bốn cái sao lộc cả. Không biết là ông nào quán chiếu của ông nào, bởi vì không biết được là cái sách nào ra trước. Nhưng mà cái văn phong này là một loại văn phong mang cái tính chất rất là đời đời thường,
nó rất là đời thường, rất giống văn phong của Đài Loan đó. Thì các bạn chúng ta cũng có tham khảo đấy chưa. Thiên trù cũng là một thứ lộc do công tích lũy tiền nhân đã tiêu hao lần hồi, đến đời đương số chỉ còn hơn ai bằng miếng cơm manh áo chỉ định cho người thọ hưởng. Nghĩa là ở đây người ta nói là thiên trù cũng là một cái lộc, nhưng là lộc ở người trên cho người dưới, và thường nó chỉ quy nhỏ vào cái vấn đề liên quan đến miếng cơm manh áo, là cái vấn đề ăn uống. Xin nhắc lại, thiên trù là định mệnh báo hiệu công đức gia nghiệp đời đời truyền ban cho cháu con nào như thuận tiện hoàn cảnh hưởng thụ, dầu ít nhiều cũng phải hơn người khác. Thật ra là cái đoạn này trong đấy thì tôi đọc cũng không hiểu là người ta muốn nhắn nhủ đến cái vấn đề nào. Bởi vì cái kiểu văn phong này rất giống một cái kiểu văn phong. Đó, các bạn biết giống văn phong của cái sách sách gì không? Sách Luận Ngữ. Nghĩa là kiểu văn phong này là kiểu văn phong theo kiểu là thuật lại một một cuộc nói chuyện nào đấy giữa hai ông. Ông thứ ba thuật lại, nghe hai ông kia nó nói chuyện rồi thuật lại. Hoặc là một ông học trò đi hỏi một ông thầy trong một hoàn cảnh, một văn cảnh nào đấy, xong về viết lại theo ý hiểu của bản thân mình. Đây là cái này ấy, thì chúng ta dùng cái tài liệu này để chúng ta quán chiếu, đối sánh với các tài liệu khác, nhưng mà căn cứ vào nó để nhận định nguyên lý và tính chất của một sao ấy, thì về cơ bản nó rất mù mịt. Nhưng mà thôi, trích dẫn ra để cho mọi người biết là mọi người nếu mà mọi người muốn đọc hoặc là kiểm chứng thì mọi người cứ lấy ra mọi người kiểm chứng, tôi trích dẫn cả phần rồi để xem. Nhưng mà cái này thì cũng có những cái ý rất là hay, ví dụ như là liên quan đến việc là miếng cơm manh áo, hoặc là thụ hoàn cảnh thụ hưởng ít nhiều thì cũng phải hơn thằng khác, bởi vì nó vốn là một sao lộc. Đấy cũng là những cái góc nhìn rất là hay của tác giả, phần nào nó cũng thể hiện được những cái tính chất của cái sao thiên trù này, được chưa? Đó. Thế còn tôi nghĩ là những cái ghi chép này nó có tính chất cảm tính cao, bởi vì ngay từ đầu ấy, trong hai cái cuốn sách này ấy, thì cái việc an sao thiên trù ấy nó đã sai ngay từ đầu rồi, được chưa? Nó đã sai ngay từ đầu rồi, cho nên cái việc mà họ căn cứ vào việc sự an sai đó ấy, thì để họ suy luận cái tính chất ra ấy, đôi khi nó sẽ có lúc đúng lúc lúc sai, và nó sẽ không hoàn thiện được là đúng 100%. Nghĩa là với cái kinh nghiệm và sự nghiệm lý của họ ấy, thì tuổi này đúng thì họ ghi, thế còn tuổi kia sai ấy, có thể là họ chả ghi vào, thế chúng ta cũng chả chả biết được, được chưa? Nhưng mà nhấn mạnh lại một vấn đề nữa là thiên trù là một sao mang tính lộc như là lộc tồn, thì đấy nó là hoàn toàn chính xác nhá. Thì đấy là tổng quan cách an sao. Thì về cơ bản ấy, cách an sao của thiên trù ấy thường là thống nhất gần như toàn bộ trong các sách tiếng Việt. Thì ở trên bảng là, à tôi ghi chỗ nhầm, cái kia là sách an sao thiên trù nhá. Thì đây là cách an sao thiên trù trong cuốn Tử Vi đổi số Tân Biên. Đấy, đấy. Trong cuốn Tử Vi đổ số giảng nghĩa của Lục Tại Điền ấy, thì cái tuổi Quý lại an tại Hợi chứ không phải an tại Tuất, nghĩa là bắt đầu thì có sự khác nhau. Và trong cái môn Thất Chính Tứ Dư là tiền thân của môn Tử Vi đổ số, thì người có cái sao ấy là sao thực thần lộc, và phương pháp an giống hệt cái thằng thiên trù này, được chưa? Nhưng mà cũng an tuổi Quý ở tại Hợi chứ không phải tuổi Quý ở tại Tuất. Cho nên là từ đây thì tôi mới đặt ra một cái câu hỏi là liệu có cái sự sai, liệu thiên trù có phải là thực thần lộc hay không, và liệu cái này nó có cái sai sai lệch hay không. Thì trong quá trình nghiên cứu thì tôi nhận ra là trong cuốn Thần Sát Khởi Lệ được trích ở trong cái tập Tứ Khố Toàn Thư, nhưng cái cuốn Thần Sát Khởi Lệ này là bản tiếng Trung chứ không phải bản tiếng Việt. Tiếng Việt thì nó chỉ dịch ở trong cái cuốn ở trong cái bộ bộ Hiệp Kỷ Biện Phương Thư mà thôi, chứ còn nó người ta không dịch nhiều nhiều. Thì trong cuốn Thần Sát Khởi Lệ đấy thì người ta đã ghi sẵn rồi cái sao thiên trù này ấy, vốn nó là một loại sao tên là thực thần lộc, và bản thân cái này thì nó được an theo nguyên lý sau, nghĩa là nó vẫn an ở vị trí lâm quan, nó giống hệt thằng lộc tồn nhá, nhưng thằng lộc tồn là an theo vị trí lâm quan của nguyên lý dương tử âm sinh, thế còn thằng này ấy, là nó an theo vị trí lâm quan của cái thằng tương sinh theo đúng lý ngũ hành ấy, của cái thằng 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 thiên can ấy. Ví dụ nhé, thằng giáp thì nó dương mộc, nó sẽ sinh dương hỏa, giáp sinh bính, và nó sẽ lấy bính làm thực thần, mà bính thì có lâm quan ở tỵ, cho nên an thiên trù ở ở đấy. Và tương tự với những cái tuổi khác, ất thì là âm mộc, nó sẽ sinh âm hỏa cùng tính mà, thì ất lại lấy đinh làm thực thần, mà đinh lại có lâm quan ở ngọ, nên an thiên trù ở ngọ.
Do đó thì đây là cái hệ thống và lý luận liên quan đến việc an của thằng sao Thiên Chù này, hay mọi người còn gọi là thực thần Lộc hay là thực thần Lâm Quan, được được chưa? Và đây là tất cả các tuổi. Thì đúc kết lại thì chúng ta sẽ có một cái bảng an Thiên Chù, và các bạn sẽ nhận thấy ra là khi chúng ta an theo cái lý của Thiên Chù này ấy, thì gần như từ tuổi Bính đến tuổi Quý, nghĩa là 8 tuổi này, vị trí an Thiên Chù so với cả cái an Thiên Chù của lúc đầu ấy, nó có sai lệch hết nha. Và đây mới là cái nguyên lý chính và phương pháp an đúng của ông Thiên Chù này, nghĩa là thực thần theo lý ngũ hành. Được được chưa? Thế còn an theo kiểu kia là không có nguyên lý và nó sai. Vấn đề là sai ngay từ đầu. Và khi đã định vị sai ngay từ đầu đấy, chứng tỏ cái gốc để kết luận nó là thực thần lộc là không đúng. Bởi vì thực thần lộc thì bắt buộc các vị trí của nó phải như thế này. Tôi không muốn nói nhiều về cái hệ thống liên quan đến thần sát khởi lệ, bởi vì cái tổ hợp ở trong cái thần sát khởi lệ, trong cái tổ hợp cái bộ sách Tứ Khố Toàn Thư của thời nhà Thanh ấy, thì cái bộ sách đấy là người ta nghiên cứu chủ yếu về đến vấn đề trạch cát, nghĩa là các cái tinh đẩu này này, các cái thần sát này này, nó đi ra gốc là từ cái môn mà người ta chọn ngày đẹp ấy. Đó. Và cái cách lý giải trên thì mới thể hiện và giải nghĩa được cái câu phú về sao Thiên Chù trong cuốn Phú Ma Thị, nghĩa là Mão Thìn Ngộ đã đành ông táo, ly tốn phùng phải cáo ôn binh, hoặc là Mão Thìn Ngộ triệt táo đường, tị ngọ phùng tuyệt đường ôn binh. Bởi vì nếu mà an theo cuốn Tử Vi Đầu Số Tân Biên ấy, thì không thể xảy ra được trường hợp Thiên Chủ ở Mão, mà không xảy ra được trường hợp Thiên Chủ ở Mão thì làm sao gọi đấy là ông táo quân được, đúng chưa? Các bạn nhớ là ông táo quân người ta gọi là Đông Chù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân nhá, được chưa? Là ông ấy ngồi ở chính cái hướng đông ấy. Tí nữa tôi sẽ nói về cái vấn đề liên quan đến hình tượng của ông táo quân này và liên quan đến cái góc nhìn mà nó chế giải được thằng Linh Hỏa sau. Nhưng mà đây chính là cái lý luận liên quan đến việc mà thằng Thiên Chù này, cái phương pháp an của nó nằm ở đây này, chứ không phải là nằm ở những cái sách mà như các bạn thấy, nghĩa là nó có sự sai lệch cực kỳ nhiều. Và đây chính là bảng an Thiên Chù đúng nha, thực thần theo lý ngũ hành, và tuổi của các bạn như thế nào, các bạn có thể an lại cái thằng tổ hợp Thiên Chù này. Và các bạn thấy là riêng sao Thiên Chù 8 tuổi đã an sai rồi. Mà tôi cũng không hiểu là khi người ngày trước người ta an sai như vậy thì người ta lấy đâu ra căn cứ để người ta nói rằng sao này có tính chất A, tính chất B, hay chỉ là gọi là như thế nào nhỉ? Thầy đọc trò chép. Nghĩa là gì? Cái ông thầy bảo cái sao đấy là có tính chất là tốt, là thực thần, là ăn là uống thì biết là ăn là uống thế thôi. Chứ còn về cơ bản ấy là chả chả có cái lý luận hay là một cái hỏi gì cả. Hoặc có những người nào có một cái tư duy hỏi lại thì ông thầy ông bảo là phải phải chấp nhận thế thôi, kiểu thế. Đây là nguyên lý. Nhâm Lâm Quan ở đâu? Tuổi Nhâm Lâm Quan ở đâu? Tuổi Nhâm ông An Lộc Tô ở ở ở tí à? Đã gọi là thực thần mà. Nó an ở vị trí Lâm Quan thì nguyên lý của nó giống hệt thằng Lộc Tôn. Thế thôi. Nhưng bây giờ là cái thiên can đấy lấy thằng thiên can nào làm thực thần cho nó. Hiểu chưa? Cho nên cái sao này người ta mới đặt nguyên lý an giống hệt thằng Lộc Tôn.
nhưng nó lại lấy thằng thực thần làm gốc, cho nên người ta mới gọi là thực thần lộc, hiểu chưa? Còn cách nhớ thì nó rất dễ thế thôi, bởi vì nếu các bạn đã nhớ vị trí của lộc tồn rồi thì thằng thiên trù này nó giống hệt vậy á. Thì các bạn tìm hiểu về cái vấn đề liên quan đến nó gọi, đọc vanh vách thực thần lộc, có bãi có ai nghiên cứu nó tại sao như thế này không? Lưu niên văn tinh bản thân nó là hình như nó là một với cả thằng này. Tôi còn đang phân vân là có nhét cái thằng lưu niên văn tinh mà các bạn đang ở trong cái vòng vòng cái vòng thằng lưu niên văn tinh này nó lại nằm ở trong vòng lộc tồn nhé, chứ không phải là vòng bác sĩ. Là tôi đang nghĩ là có dùng lưu niên văn tinh hay không. Có một số người người ta ăn lưu niên văn tinh y hệt cái này. Hiểu cách ăn chưa? Hiểu cách ăn chưa? Ừ. Dễ thôi mà, có gì đâu. Nó sinh ra từ thằng lộc, đúng rồi, thực ra nó không phải là sinh ra từ thằng lộc tồn mà nguyên lý của nó giống hệt thằng lộc tồn. Nó vốn là một sao tụ y hệt thế. Tính chất của thằng lộc tồn nữa là thằng thiên trù này nó cũng giống giống kiểu vậy. Nhưng bây giờ nó chủ quản một phần nhỏ hơn thằng lộc tồn đấy. Có hiểu không? Ví dụ nhá, thằng lộc tồn là một bộ nhá. Một bộ chủ quản cái to ấy. Thằng này nó ở trong cái bộ đấy, nó chủ quản một cái nhỏ hơn, kiểu thế. Đấy, ông ngân hàng thì có ngoại tệ với vàng chẳng hạn, thì ví dụ như thằng này nó ở trong cái hệ thống ngân hàng nhưng nó chỉ ở bên ngoại tệ thôi, hoặc là nó chỉ ở bên vàng thôi, kiểu thế. Thì thằng này nó giống hệt thằng lộc tồn nhưng nó chỉ ở bên ăn đấy. Đấy, bản thân cái chữ thực nó là liên quan đến vấn đề ăn, tất cả những cái gì liên quan đến vấn đề ăn vào người. À, tí sẽ giải thích cái chữ thực sau. Đấy nhá, nhưng mà nhớ là cái thằng thiên trù được sinh ra dựa trên nguyên lý sinh lệch lạc cùng thuộc tính ấy, cho nên phải trải qua một quá trình vất vả thì mới được hưởng cái thằng lộc lộc tồn. Đấy, các bạn cứ lấy cái hình tượng đơn giản thôi, các bạn tự làm cỗ thì các bạn cũng phải tự giết gà mổ trâu nhặt rau nấu ăn, thế còn nếu các bạn không tự làm cỗ thì các bạn phải bỏ sức lao động ra để thuê người khác đến làm cỗ cho các bạn, thì về cơ bản đều phải như thế thế cả nhé. Đấy. Nhưng về cơ bản cái bọn này nó ở vị trí lộc vị, các vị trí mang cái tính chất chính danh ấy, thì ăn hay bất kỳ làm cái gì ấy, nó đều may cả, nó may. Cái thằng sao đẹp là những cái thằng sao may mắn, làm gì thì cái thành quả của nó khi mình thụ hưởng thành quả nó cũng vui vẻ, kể cả quá trình của nó có tốt hay là xấu, nhưng đấy nó chỉ là quá trình thôi chứ. Thế còn về cơ bản là cái kết quả của nó sẽ là một kết quả đẹp. Thì đây chính là thằng thiên trù vị trí. Cái này hôm trước thì nhắc lại thôi, đây là tuổi giáp thiên trù ở tỵ này. À, tuổi ất thiên trù ở ngọ, tuổi ính thì thiên trù ở tý, tuổi đinh thiên trù ở tỵ, tuổi mậu thiên trù ở ở tỵ, à tôi xin lỗi, ở ngọ. Thì cho nên các bạn sẽ thấy là về cơ bản thằng giáp ấy, ất ấy, tỵ ngọ đúng không? À, thằng đinh ấy cả thằng mậu ấy cũng tỵ ngọ ấy. Hai thằng đấy là thiên trù cùng vị trí. Thằng tuổi kỷ thì thiên trù ở thân, thằng tuổi canh thì thiên trù ở dần, thằng tuổi tân thì thiên trù ở thìn, thằng tuổi nhâm thì thiên trù ở dậu. Thế còn thằng tuổi quý thì thiên trù nó ở cung tuất. Ờ, đúng 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 nhỉ, hay tôi viết nhầm cái này rồi đúng không? Có đúng không? Có nhớ không? Hình như là tôi viết nhầm của bảng của cụ Thái Thứ Lang rồi thì phải. Sai rồi.
Đấy thôi, tự sửa sửa lại nhé. Đấy đúng rồi. Cái bảng này hình như tôi làm lâu lắm rồi. Cái bảng này này. Cái bảng này này. Thôi mọi người tự sửa lại nhé. Bảng này tôi viết nhầm ấy. Bảng tôi viết nhầm. Nhấn mạnh luôn. Về tự sửa lại. Đây tôi cho lại mọi người cái bảng chính này. Đây này. Đây tôi vừa là viết nhầm cái bảng kia của cụ Thái Thứ Lang này. Nhầm ấy. Không đúng. Đấy là chuyện bình thường. Đúng không? Đấy là chuyện bình thường. Hiểu cái nguyên lý là được, có gì đâu. Có khi hình như tôi viết nhầm nhưng mà lâu lâu rồi tôi làm tôi cũng chả sửa. Giống cái đợt viết về cái sao Vũ Khúc ấy, tôi viết nhầm cái chữ Vũ ấy. Sau lúc giảng tôi mở lên thì tôi thấy sai thì tôi nói rồi. Ôi có gì đâu mà. Đúng không? Thiên Chù thì về cơ bản là tôi thấy có mỗi một sách của thằng Đài Loan nó viết Thiên Chù thuộc mộc, chả ai viết Thiên Chù thuộc mộc cả. Tôi cũng nhấn mạnh với cả mọi người là cái quan trọng của bọn này là tính chất của nó chứ không phải ngũ hành của nó. Hả? Không phải là vấn đề liên quan đến ngũ hành. Nhưng cái ngũ hành này nó không không quan trọng lắm. Mà nếu mà nói về cái ngũ hành của thằng Thiên Trù này thì chắc là nó phải giống như là cái thằng hàng hàng lập tồn nghe nó hợp lý hơn. Hả? Mọi người có hỏi gì về cái liên quan đến cái thằng Thiên Trù này về bốn cái đầu tiên nó tổng quan này. Cách an sao này, vị trí với cả ngũ hành của nó thì mọi người hỏi nhé. Cái quan trọng nhất vẫn là cái cách ăn sao thôi. Hiểu rồi thì chả có gì cả. Đấy nhá, hiểu rồi thì tự lấy cái sau này tự lấy cái lá số của bản thân ra mà sửa lại cái vị trí an đi đi nhá. Đồng cung lộc tồn thì càng ngon, nhưng mà gặp phá cách thì phá cả bộ, phá tất, đúng không? Phá hết. Nói chung là nhiều sao cát ấy, nó đi được vào cùng một vị trí ấy, thì nó cũng hay, nhưng mà nếu mà gặp phá thì phá phá cả. À, bắt đầu học xong là bắt đầu là cũng dạng là ấy đấy, đi chém gió được rồi đấy, đúng không? Tuyệt vời ông mặt trời. Sau này đi gặp ai chúng mày biết Thiên Trù An như nào không đấy, lý luận các kiểu các thứ. Đâu tôi có được uống gì gì đâu. Khổ quá. Cái bữa mà tôi nhậu gần nhất là tôi ngồi với cả các cậu ấy. Vừa đi làm về mà. Vừa đi làm về. Chính vì cái thằng Trù ấy nó cứ dính dáng gì với cả cái thằng Hao ấy, cho nên là lúc nãy tôi mới nói là cái thằng Trù này liệu nó với cả thằng Lưu Niên Văn Tinh ấy nó có phải là một hay hay không ấy. Phương ạ. Không, tự nhiên người ta đẻ ra cái thằng Lưu Niên Văn Tinh để làm gì không biết. Đúng không? Nên có một số người người ta an Lưu Niên Văn Tinh theo giống hệt cái thằng Thiên Trù này này. Thực ra thằng Lưu Niên Văn Tinh chính là bữa cỗ. Nó không phải là học đâu. Nó là kết quả của việc mà học xong được kết quả xong rồi phải đi ăn cỗ. Chứ nó không phải sao học đâu. Thằng Lưu Niên Văn Tinh ấy. Mọi người cứ nhầm rồi. Đây này, ở trên này các cụ ấy còn ghi ghi rõ luôn. Sao Lộc không phải là sao học. Ê, Văn Tinh như này. Tên nó là thế thế thôi.
nhưng nó là sao Lộc nhá. Nhưng cái Lộc của thằng Lưu Niên Văn Tinh này người ta hay quy cho cái việc là Lộc này nó đến từ việc học, bởi vì người ta căn cứ chắc là căn cứ vào cái chữ văn đây này, rõ ràng luôn. Đến cả ông mấy ông theo cái hệ phái Thiên Lương còn đồng ý với tôi mà. Còn ý nghĩa văn tự của nó đây, cái chữ chù thì nó đơn giản, nó là cái bếp, nó là cái bếp, nó là cái hòm, cái màn, và cái vấn đề liên quan đến sự cứu giúp. Nhưng cái sự cứu giúp này là sự cứu giúp bằng tiền, nó là cái bếp nhá. Nó là cái bếp. Thực ra cái chữ chù ấy, cái nghĩa gốc của nó ấy, nó chính là cái lò. Cái lò ấy, ngày xưa ấy, theo cái văn theo cái quan điểm văn hóa ấy, thì người ta không có cái bếp. Mọi người hiểu không nhỉ? Cái người cổ đại ấy, thì cái nhà của họ không có nhà ăn, nhà bếp, như phòng ngủ với cả các kiểu đâu. Họ chỉ có duy nhất một cái lò ở giữa giữa nhà, và họ dùng cái lửa đấy để họ sưởi ấm và nấu thức ăn. Cho nên cái đầu tiên ấy của cái việc này ấy, nó chính là cái gì? Từ những cái ngày, từ những cái thời xa xưa xa lắm rồi, cổ đại rồi, thì nó có một cái văn hóa là văn hóa thờ thần lửa. Và cái đạo thờ lửa ấy thì bây giờ trên thế giới duy nhất ấy là còn ở cái vùng mà cái bọn 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 bọn, bọn Iran ấy, bây giờ ấy, nó vẫn có một cái dân tộc thiểu số người ta thờ thần lửa nhá, thờ thần thần lửa đấy. Thì đấy là cái đầu tiên. Thế còn các tín ngưỡng như đạo giáo, Phật giáo thì là nó đa thần. Không, đấy là tất cả các liên quan đến tôn giáo đấy, nó là đa thần. Thế còn cái mà tôi nhắc đến ấy, cái thờ thần lửa của cái dân tộc thiểu số đấy ấy, người ta thờ mỗi thần lửa thôi. Chỉ duy nhất có một thần lửa, chấm hết, không có thần nào 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 khác. Và người ta quan điểm là cái thần lửa đấy nó sẽ đem lại cho người ta những cái vấn đề tốt đẹp. Thế còn trong cái văn hóa của Trung Quốc và trong văn hóa của Việt Nam thì đầu tiên cái từ bản thân, cái từ táo ấy hay là cái từ chù ấy, nó là liên quan đến vấn đề cái bếp lò nhá, nó liên quan đến cái bếp lò. Và cái này ấy thì nó phát triển từ thời nhà Hán, nó phát triển từ thời nhà Hán, không mình giáo mình riêng cái gì liên thiên, nó phát triển từ thời nhà Hán. Và các bạn nhớ là thời nhà Hán cũng là cái thời bắt đầu liên quan đến các môn mệnh lý bắt đầu ra đời. Và khi bắt các môn mệnh lý bắt đầu ra đời, cho nên là nó sẽ bị ảnh hưởng bởi văn hóa và tín ngưỡng dân gian của cả một cái thời đại đấy. Thì người ta sẽ dùng những hình tượng đó để gán vào cho những cái gì tốt đẹp thì người ta gán vào thành thần. Thế còn những cái gì xấu thì người ta cứ ma với âm người ta gán hết mà. Để cho có một cái tính biểu tượng. Cái tính biểu tượng đấy để làm cho mọi người dễ hiểu nhá. Thế còn cái từ táo quân ấy thì ý nghĩa đầu tiên của nó là vua bếp. Vua bếp, cái tư liệu đầu tiên mà nói về vấn đề táo quân ấy là trong một tập thơ của Thạch Hồ Từ. Thì sống ông ấy, ông sống dưới thời vua Cao Tông, chắc là khoảng năm nghìn nghìn mốt gì đấy, thời nhà nhà Tống. Và cái việc đấy là cái gì, và cái ông vua bếp đấy, cái ông thần bếp, cái ông táo đấy, là thông thường là có nhiệm vụ là gì, đứng ở trong nhà từ bếp ấy, nhòm ra xem cái thằng chủ nhà đấy nó ăn ở như thế nào, để cuối năm cưỡi cá chép lên Ngọc Hoàng báo báo cáo đấy. Thì cho nên là cái việc mà cái ngày nó cũng, cái chữ chù này nó cũng thể hiện cái vấn đề cứu giúp ăn uống. Nhưng cái sự cứu giúp và ăn uống này nó liên quan đến việc là phúc đức của mình tốt đẹp hay không, nghĩa là làm việc thiện. Nên là những cái góc nhìn của mấy cái ông mà trong hệ phái Thiên Lương lúc nãy ấy, là một cái góc nhìn cũng rất là hay ấy. Chẳng qua là họ không lý luận thôi, chẳng qua là họ không có cái tính lý thuyết ấy. Lý luận đấy nó từ đâu ra ấy, kiểu thế đấy. Thực ra nếu mà bạn nào học ấy, về văn hóa ấy, các bạn sẽ thấy là những cái văn hóa liên quan đến thờ thần bếp này, táo quân ấy, thì Hàn Quốc cũng có, Nhật Bản cũng có. Thằng Hàn Quốc thì nó gọi là táo vương thần ấy. Thế còn thằng Nhật thì tôi không nhớ tên, nói chung là thằng Nhật cũng là thần thần lò với cả táo thần các thứ thứ thôi. Nhưng mà cái hình tượng của các mấy cái ông thần đấy ở bên các quốc gia thì nó khác nhau. Thằng Hàn Quốc với thằng Trung Quốc thì như nhau. Thế còn cái thằng Nhật Bản, cái thờ thờ thần lò của nó gần giống như là cái hình Na Tra của mình ấy.
ba đầu sáu tay ấy, xong rồi lửa lửa có cái phong hỏa luân ở đằng sau lưng ấy, lửa bốc lên các thứ. Cái hình tượng này nếu mà bạn nào đọc những cái truyện tranh của Nhật Bản là người ta hay lấy cái hình tượng cái ông này lắm nhá. Đấy thì đây là cái hình tượng liên quan đến cái việc là cái bếp thần. Và cái vấn đề nữa là khi nó biến hóa trong cái văn hóa của Trung Quốc thì nó có một cái này, bản thân là gì, là cái tín ngưỡng thờ lửa, thần lửa và tín ngưỡng thờ thần bếp ấy thì nó dung hợp với nhau và nó trở thành một cái loại hình tín tín ngưỡng. Cho nên người ta quan điểm rằng tất cả những ông táo quân hay là cái ông thần bếp đấy là ông cai quản tất cả cái lửa trong thiên hạ. Trên cái góc nhìn của ông Tử Vân ở bên Đài Loan ấy, mà các bạn biết là Đài Loan nó là cái nơi mà bây giờ nó vẫn gìn giữ cái văn hóa gốc gốc của Trung Quốc là ở đấy nó nhiều nhất. Cho nên là cái ông Tử Vân mặc dù ông ấy cũng không nói quá nhiều về cái sao thiên trù này, nhưng ông ấy cũng coi là thiên trù có thể chế giải được linh hỏa. Bởi vì hình tượng của nó chính là ba ông táo quân có thể dùng lửa vào cái việc tốt, dùng lửa vào cái việc việc tốt. Mà các bạn biết biết rồi, lửa sinh ra đầu tiên với mục đích là làm gì, sưởi ấm và chế biến thức ăn, đấy chính là ăn và mặc, là cái cơ bản của loài người thế thôi. Cho nên là có một cái hình tượng là bảo cái sao thiên trù này có chế giải được linh hỏa là có, mà nhớ là linh hỏa nó còn có một cái ý nghĩa là mang ý nghĩa tâm linh tôn giáo rất là lớn. Cho nên là cứ động vào cái thằng linh hỏa là nó phải liên quan đến vấn đề tôn giáo. Thì đấy nó cũng là một cái để góc nhìn để cho mọi người 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 thấy nhá. Thế còn để tôi nói sâu một chút về cái vấn đề liên quan đến này thì không biết là mọi người có thích nghe không thôi. Là trong cái văn hóa Trung Hoa ấy thì cái thần bếp ấy, thần lò ấy, nó có rất nhiều những cái dị bản khác nhau. Ví dụ như theo sách Hoài Nam Tử thì người ta coi Viêm Đế, tức là thần nông ấy, là cái người mang lửa đến cho những người dân ấy, cũng là một ông thần lửa, thần 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 bếp. Còn theo Lã Thị Xuân Thu ấy thì cái người quản lý lửa lại là do Viêm Đế mang tới. Thì đấy là những dị bản khác nhau, đều là những sách mà gọi là kinh điển của Trung Quốc cả, đúng không? Hoài Nam Tử và Lã Thị Xuân Thu. Thế còn theo cái chuyện cái gì nhỉ, cái gì Ngũ Kinh cái gì gì ấy, thì có một cái dị bản là Táo Quân thì lại là một đôi vợ chồng, và đôi vợ chồng đấy tên là Tô Cát Lợi với cả Vương Thị. Thì đấy nó cũng là một góc nhìn nhá. Thế còn tôi nhớ là có một cái thống kê thì ở trên một cái tạp chí người ta ghi là có ít nhất liên quan đến khoảng 40 những dị bản và truyền thuyết khác nhau liên quan đến vấn đề mà cái ông Táo Quân này. Đó. Thì các bạn cứ về cơ bản thì chúng ta sẽ nhận thấy là đầu tiên là người ta thờ là thờ thần lửa của các dân tộc trên toàn thế giới. Sau đó cái thần lửa này nó được khi nó biến hóa vào trong các tôn giáo lớn thì nó được nhồi vào trong một số những cái ông quan hay là những cái ông thần để quản lý cái vấn đề đề đấy nhé. Thì đấy là ấy, về cái vấn đề liên quan đến văn hóa. Và các bạn nhớ là thổ công, thổ địa hay liên quan đến táo quân ở Trung Quốc và ở Việt Nam khác nhau nhé. Thảo, khác nhau ấy nhé, được chưa? Ở Trung Quốc thì là thế. Thế còn ở nghĩa là gì? Ở Việt Nam thì ông táo quân này mới là hai ông một bà. Thế còn ở thằng Tàu ấy thì nó chỉ là một ông thôi, thế thôi. Và có mỗi một thời kỳ thì nó lại có một dị bản khác nhau, nhưng về cơ bản cùng lắm là một đôi vợ chồng. Chỉ có ở Việt Nam chúng ta thì mới có cái dị bản là hai ông một một bà nhé. Đấy là Việt Nam nhé. Thần bếp đấy, táo quân trong văn hóa Việt Nam nó khác với cả táo quân trong văn hóa của Trung Quốc, hai cái đấy khác nhau, được chưa? Thế còn người Champa rồi các kiểu có hết, ông nào cũng có hết đấy. Nhưng mà cái chung của táo quân ở Việt Nam với cả cái chung của táo quân của Trung Quốc là ông nào thì cũng 2 3 tháng chạp là về trời hết, được được, ok chưa? Đấy, đấy là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là trong cái vấn đề liên quan đến cúng tế thì kiểu gì cũng sẽ có con cá chép. Thì đấy là cái chung của cả hai quốc gia, kiểu gì cũng sẽ có con cá chép.
Thế còn cái sự ảnh hưởng thì khác nhau thì đấy, thì tôi cũng vừa nói rồi nhé. Đố các bạn biết nhé. Ngày xưa cái lò ấy, người dân bình thường thì người ta dùng để làm bếp. Thế còn bọn vua ấy, đố các bạn biết cái lò ngày xưa bọn vua nó dùng để làm gì ấy? Lấy gì đấy? Không, cái lò, cái lò ngày xưa của bọn nó dùng để luyện đan, dùng để luyện đan, cho nên là cái mà bọn nó luyện đan để làm gì? Bọn nó luyện đan để mong trường sinh bất lão. Cho nên những cái ông mà người ta gọi là thần lò ấy, về cơ bản nó còn có một cái ý nghĩa nữa là gì, các bạn có biết không? Sự trường sinh, nghĩa là thọ, thọ trường. Cái ông đấy nó còn mang đến cho cái mình vấn đề liên quan đến thọ trường nữa. Và ngày xưa nó có cái bọn đạo giáo, nó có một cái lễ là lễ tế lò, tế phải tế 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 trước. Thế đố các bạn biết nha, ngày xưa cái lò đấy nó đặt ở trong cái gọi là gì, không biết không? Đối với cái lò đấy nó đặt trong cái gọi là gì? Cái chỗ đặt lò gọi là chỗ nào? Bây giờ ở trong Sài Gòn nhiều, vẫn còn nhiều cái chỗ mà có bàn thờ táo quân á, bàn thờ riêng ở trong bếp, nó khác với cả 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 cái ấy, cái chỗ đặt lò đấy người ta gọi là quán, cái chỗ đặt lò đấy người ta gọi là quán. Cho nên quán ngày xưa nó chỉ xuất hiện trong bọn đạo gia thôi, người ta gọi là đạo quán. Nên tất cả những cái quán cũng bây giờ ở Hà Nội này thì về cơ bản đều sai, chỉ có duy nhất một cái hình như tôi nhớ là Trấn Vũ Quán là còn đúng. Bởi vì quán ngày xưa ấy là nơi để người ta luyện đan, và nơi người ta làm cái lễ là lễ tế cái ông thần lò ấy để ra được một cái đan, chính là thuốc đấy. Tốt, hiểu chưa? Chứ ở trong đấy nó không thờ Phật nhá, nó cũng không thờ người, mà nó chỉ có một cái lò thôi, cộng với cả một cái bàn thờ, và chính là thờ cái ông Táo Quân đấy đấy. 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 Đấy, Bích Câu hay sao ấy? Đấy đấy đấy, nhớ mang máng. Thế còn tất cả những cái đạo quán khác ở Hà Nội bây giờ chỉ còn duy nhất một cái tôi quên mất tên rồi. Thế còn tất cả những cái đạo quán khác nó đã bị du nhập những cái văn hóa khác, và nó không còn cái bản chất thật sự của nó nữa. Thế còn nhiều người, người ta đặt tên những cái cửa hàng, cửa hiệu, cứ lấy cái quán này quán nọ nghe nó thôi thì mình cũng chấp nhận thôi, nhưng mà nó về cái mặt nguyên lý gốc gác của nó thì về cơ bản là nghe nó hơi bị buồn cười đấy. Người ta gọi là không biết nhưng mà lại còn thích nói chữ ấy. Thì đó, đấy là ý nghĩa của cái sao thiên trù này nha. Nó có một cái ý nghĩa nữa, đấy chính là cái sao thiên trù này nó chính là một cái hòm lúc chết cho vào cái hòm bé bé. Hòm đấy thông thường nó xuất hiện vào thời nhà Hán, có nghĩa là cái cổ, không phải là cái quan tài, không phải là cái áo quan, nó là cái hòm bé rồi, dùng để chôn tạm. Bởi vì ngày xưa ấy người ta lại có cái chôn nó lại như này: người mất người ta phải đợi cái thầy nào ấy địa lý đến tìm một cái nơi đẹp để người ta mới táng. Thế trong cái quá trình đấy đôi khi nó là nhanh và đôi khi nó lại rất lâu. Thế thì cái việc mà chôn tạm xuống ấy là người ta dùng cái hòm này này.
người ta dùng cái hòm kiểu này này, vuông vuông bé bé, người ta chôn tạm ở đấy, xong rồi bao giờ có cái chỗ đẹp hơn thì người ta mới bắt đầu gọi là cải táng, bốc lên đặt thành cái chỗ kia. Đấy là cái ngày trước người ta hay thế, của bọn tàu nó thế. Thế còn ở Việt Nam mình thì hiểu nhầm cái chữ cải táng. Có nhiều cái trong cái cuốn Việt Nam phong tục Việt Nam phong tục là của cụ nào nhỉ? Tự nhiên lại quên. Phan Kế Bính. Thì cụ ý cũng nói rất kỹ rồi. Ngày trước là có nhiều thời người ta chạy loạn, người ta mất ở trên đường ấy. Xong rồi người ta chôn tạm ở đấy. Sau đó thì con cái hoặc những người còn lại người ta đến một cái nơi người ta an cư lạc nghiệp. Rồi người ta muốn là thờ cúng tín ngưỡng mà. Thờ cúng nhớ về những cái người thân của mình đã mất thì người ta đến cái chỗ mà người thân của mình lúc chạy loạn ấy để chôn tạm ấy, người ta bốc lên, người ta cải táng, người ta mang về cái chỗ kia. Thì còn đấy thì đấy là cái tục cải táng, nhưng bây giờ người ta bị hay bị hiểu nhầm. Đang mồ yên mả đẹp rồi cứ móc lên làm cái gì cải táng với rửa với các kiểu, tôi không hiểu cái đấy nó đến từ đâu ra nhá. Thế còn như ở một số người thân của tôi thì về cơ bản thì một là cho các cụ hỏa táng đốt hết, hai là đào sâu chôn chặt, chả có cải cái gì cả. Đấy thì đấy là để các bạn cân cân nhắc cái vấn đề liên quan đến cải táng của đấy, mình hiểu cho nó kỹ càng. Chứ bây giờ nhà thì coi ông người ta nói là trần sao âm bậy, mình bây giờ nhà cửa đang yên bình, đang tốt đẹp, rồi bê tông bê tiếc xây đàng hoàng, được một thời gian lại đập ra lại móc lên, lại cứ bảo xếp với tắm các kiểu thì không hiểu là nguyên lý gì, nó không giống đâu nhá. Cứ bảo là các cụ nói thế, cụ nào, không có cụ nào nói thế cả, được chưa? Học giả người ta ghi rất rõ ràng rồi, không có liên quan cái vấn đề